À, mời các bác cùng đeo tai nghe thử nghe cái chế độ refund luôn các bác nha. Các bác phải đeo tai nghe mà thì mới nghe rõ. Hiện tại em đang hát ở chế độ refund. Rất nhiều anh em thích cái chế độ refund này. Ai qua cơn mê xa cuộc đời bệnh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, đêm đường dài thật dài, ta mong tình dòng chơi cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay như nhu cầu của rất nhiều bác, em sẽ làm một cái video test một lúc là hai con vang ACX10 cho một bác. Đó là một bác đây, bác đã đặt cọc trước 1 triệu các bác nhé. Về số nhà 33 đường Khê An Dương, Hải Phòng. Anh có số đôi điện thoại là 8989. Thì em sẽ làm một cái video clip giới thiệu luôn với tất cả các bác, và cũng là một cái video mà kết hàng cho anh. Thì với cái con vang ACX10 thì em đang bán với giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. Với con vang này thì nó rất là hay. Hiện tại thì em đang nói reverb với tất cả các bác. Thì con này thì đặc biệt nó có wifi. Đây là một cái tính năng không làm không mới, nhưng mà nó rất là cần thiết cho một bộ cấu hình karaoke. Thì anh em muốn tinh chỉnh thì anh em có thể sử dụng nó. Thì rất là đơn giản thôi. Anh em nhìn qua một cái, đây là cái đơn giản là cái phần nét vào rai, đây là phần bên ao ra. Thì anh em có thể thấy là ví dụ là hiện tại em đang để ở reverb ở mức là 63%. Anh em muốn tăng eco lên thì có thể tăng ở đây. Đấy, và bây giờ nó đã có eco. Eco rất là hay. Đấy, và anh em có thể giảm nó xuống. Đấy, có thể giảm mức 5 năm. Đấy, thế này nó rất thấp. Đấy, anh em muốn tăng lên. Đấy, như thế này là eco nó rất là nhiều. Đấy, anh em có thể là hiện tại thì em đang nói gì vậy? Đấy, reverb ga đây, có thể là tắt luôn reverb. Anh em để ở mức 0, đây là nói mic khô. Đấy, có thể tăng lên 8, mức 86 này, 50 này, hiện tại em đang để 65. Đấy, đây là mức reverb. Anh em cũng có thể là chọn được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là đây là giải tần của nó. Anh em có thể là lựa chọn giải tần. Đấy, và các băng tần. Đấy, rất là dễ. Và tiếng mic. Mic đây thì nó FPE thì nó có rất nhiều 8 chế độ chống hú các bác nhé. Hiện tại đây em đang để ở mức 4. Đấy, đây là mức 4. Và các bác có thể xem được các mức HPF. Đây em có thể là giải tần, em có thể cắt như này. Đấy, với cái phòng của em thì em có thể cắt như này. Còn với phòng của các bác thì khác. Thì điều chỉnh cái con này nó rất là đơn giản thôi. Mic B, Echo. Đấy, các bác có thể tăng giảm được Delay, Pen Delay, Echo Delay, rồi Repeat, Reverb cũng vậy thôi. Đấy, rất là đơn giản. Parameter. Đấy, đây là một trong những cái con vang mà hiện đại các bác nhé. Rất là hiện đại, dễ dàng kết nối và tinh chỉnh. Đấy, thì đây là một trong những cái con vang em phải nói là rất là ok đấy. Đấy, thì hôm nay cũng test cho anh luôn. Với hiện tại này em đang kết nối Wi-Fi thì các bác có thể để ý là đây này, khi chúng ta khi đã kết nối Wi-Fi thì nó sẽ hiện lên được EFF effect Wi-Fi. Thì các bác cứ cắm Wi-Fi vào đây thôi và dùng thôi. Đấy, rất là đơn giản, chỉnh ngay trên cái này thì nó chỉnh như trên máy tính luôn các bác nhé. Em thấy là nó chỉnh hiệu quả như trên máy tính luôn.
Đấy, thì bác nào muốn tinh chỉnh nhiều thì các bác có thể sử dụng cái con vang này là được, ok. Đấy, còn đâu ví dụ là các bác xong rồi thì các bác có thể là disconnect ra. Đấy, disconnect như thế này thì nó lại trở lại cái màn hình bình thường và chúng ta sẽ chuyển được mốt các bác nhé. Đây là mốt 2, mốt 3 đây, mốt 3 là mốt eco, mốt 1 là cả reverb và eco. Đấy, đây là rất là đơn giản thôi. Đấy, đây là mốt M1, đấy, M2 thì chúng ta ấn luôn trên trên này. Đấy, là reverb. M3 là eco không như âm định. Đấy, M1 là cả eco lẫn reverb. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, thì với cái con vang này thì mình sử dụng rất là dễ và không có gì khó cả, cực kỳ dễ luôn. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em hoặc là đặt hàng trực tiếp trên website của Cam Audio Group nhé. Đấy, thì mày tết nhanh nha bác là như vậy rồi. Ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau. Tiếng bát cực kỳ là bình thường. Trời đêm dần tan, tôi đến sân ca đưa tiếp người trái tim về nhà. Cầm chặt đôi tay đi vào đời tâm tư ngày nay. Gió mưa ôi lạnh đau, ướt nước nhẹ đôi ta áo. Tàu tàu xa xa dần rồi, tôi tiếc thương chi khi người ra vì đời. Chờ ngọn bóng quang tôi hỏi lòng đêm hay buồn không, chuyến xe đến lặng không, đến để người yêu vừa lòng.